Hello hello Vâng xin chào quý các bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm huấn hàng Nhật Bãi cũng như là hàng Đức đó thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị em tổng thể một số cái mặt hàng mà bên em đang phân phối trên thị trường các bác nhé thì các bác có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cho các bác này đấy thì bên em chuyên các cái hàng của Nhật của Đức đấy, đồ bãi thì hôm nay các bác có nhu cầu thì bên em sẽ tư vấn giới thiệu cũng như báo giá chi tiết từng sản phẩm cho các bác xem đó các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ nhé bên em hàng thì rất là nhiều và hôm nay em sẽ tập trung vào cái mớ hàng mới này để các bác nắm được sản phẩm nhé dạ. đây đèn sửa này đấy trước khi các bác theo dõi kênh thì đừng quên cho em xin một nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhé Dạ rồi mời các bác đi vào chi tiết các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới một trong hai số hotline của em đây để được tư vấn nhá. Đó. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn sưởi này. Đây cái mặt sau của nó này, công tắc này. Đó, con này thì chiều cao của nó vào khoảng 25 này. Đường kính của nó thì vào khoảng 12 cm các bác nhá. Đấy, đây là cái đầu sau công tắc này. Còn đây là cái đầu tỏa nhiệt này. Bên trong thì nó có một cái dàn nhiệt và một cái quạt đẩy hơi nóng ra. Đó, cái này nhiệt độ của nó cực kỳ là 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 là, là ổn định luôn. Đó thì cái này bên em bán là 330.000 các bác nhá. Đấy với lại một cái cục đổi điện nữa thì các bác cái này nó là chạy điện là 110. Cho nên là các bác phải đổi sang điện à, điện 100 nên các bác phải đổi sang điện 100 các bác nhá. Đây. Chữ hoàn toàn là chữ Nhật hết các bác này. Đấy hoàn toàn là chữ Nhật hết. Đây sản xuất vào ngày 20 à, vào năm 2020. Đây, điện 110 này. Các bạn này. Công suất của nó là điện à, 6000W và điện là điện 100 các bác nhá. Đấy. Địa địa điểm sản xuất thì hàng là sản xuất tại Trung Quốc và xuất cho thị trường Nhật cho nên là với có điện 110. Đấy các bác dùng con này thì các bác điện 100, từ 100 đến 110 thì các bác dùng con này thì các bác phải có cái bộ chuyển đổi điện thì bên em có mua để bán kèm cho các bác luôn, gọi là em mua giúp cho các bác luôn. Là cái, cái cục chuyển đổi là 60 000 Còn cái đèn sửa này là là 330 000 các bác nhá. Đây, hàng bãi này. Đấy, hàng có như nào thì em quay như thế thôi để các bác cũng nắm được này. Đấy thì em cũng về cái lô này chỉ được có vài chục con thôi thì các bác nào bác nào nhanh tay chốt được thì 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 chốt đấy hàng là đây nó như này đấy, thực tế nó có nào thì em quay cho các bác thế chứ không có làm màu làm mè gì cả đấy đầu tiên là giới thiệu cho các bác cái đèn sửa nhá đó tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác cái sản phẩm đó là đá mài này đá mài này thì bên em đang bán ba ba loại đấy đều là của thương hiệu Katasuiwa các bác nhá. Đây, dòng của thương hiệu Katasuiwa này. Đấy, dòng này là hàng nội địa Nhật 100% các bác nhá. Các bác mua sản phẩm là phải có chữ Made in Japan như này. Đấy, chứ còn nếu mà các bác mua mà những cái hàng mà không có tem, không mác, không có thương hiệu thì các bác đừng nên mua. Đấy, Made in Japan các bác nhá. Nó có 3 loại này, một loại là độ mịn là 600 trên 1500 này, 1000 trên 3000 và 3000 trên 8000. Thì nó có 3 cái mức giá để các bác lựa chọn này. Đấy, con nào độ mịn càng cao thì giá tiền nó càng đắt. Đấy. Đầu tiên thì là cái con 600 trên 1500, con này là 250 các bác nhá. Hàng bên em bán thì từ hai con trở lên là bên em sẽ miễn phí ship. Đó. Tiếp theo là cái con độ mịn là từ 1000 trên 3000 này, đấy. Thì con này là 270 này. Và cái con độ mịn của nó là 3000 trên 8000 này thì là 300 các bác nhá. Đấy, hai con trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship này. Hàng của nó làm thì thiết kế rất là đặc biệt luôn Nó có cái phần cao su như này là các bác để là nó không bị dịch chuyển Khi mình mài nó rất là tiện Đấy, made in Japan nhá Đấy, của thương hiệu Katashiwa này Đấy, các bác mua hàng là mình phải để ý đến sản phẩm nhá Đó, thì các bác dòng đá mài này thì bên em bán đã là có thương hiệu lắm rồi Khách mua rất là nhiều rồi Đó Tiếp theo là giới thiệu đến các bác cái rũa mài Đấy, cũng rũa mài luôn Cũng thương hiệu Tamasaki Đều là hàng của nhà thết nhá các bác nhá Đấy, đều là hàng của nhà hết chữ nhật hàng nội địa nhật hết các bác này đấy rũa mài rũa này thì bên em bán là 250.000 năm mươi các bác nhá cái phần tay nắm này của nó là bằng cao su mềm nhá đó đây đấy rũa mài dao ba khe này đấy, con này là mài dao ba khe các bác nhá đó đây các bác quan sát này đấy con này là 250.000 năm mươi các bác nhá cầm cực kỳ là chắc tay luôn các bác vuốt dao như này cực kỳ là chất luôn các bác nhá đấy rũa mài dao ba khe đấy đây các bác quan sát này đấy nó có các cái cổng khác nhau này để mình mai cho các cái loại dao khác nhau các bác nhé Đấy, đây đều là chữ nhật hết này. Đấy. Các bác quan sát này. Đó, 250 000 các bác nhá. Hai cái thì sẽ được miễn phí ship này. Đấy, tiếp theo thì em uh, giới thiệu cho các bác cái uh, sản phẩm. Cái sản phẩm đó là cái uh, ép tỏi nhá, ép tỏi ép hành đều được hết. Tỏi, hành, gừng. Các bác muốn ép cái gì cũng được. Đấy, tỏi, hành, gừng. Đây, hàng made in Japan các bác này. Con này bên em bán là 230 000 các bác nhá. Đây, made in Japan này của thương hiệu uh, Kaisho này, made in Japan này các bác này. Đấy, đây. Made in Japan này. Đấy. Các bác quan sát này, chữ là chữ dập chìm luôn nhá, made in Japan nhá. Bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn luôn. Cái này các bác cho cả miếng to và mình ép cũng bình thường luôn chứ không phải những cái hàng vớ vẩn đâu. Hàng inox 304 sáng bóng này. Đấy, rửa rất là dễ dàng sạch sẽ này. Đấy, có cả lẫy để treo cho các bác luôn. Đấy, cái này thì bên em về được rất là ít thôi đấy hàng bãi thì thi thoảng nó mới có lô đấy tiếp theo thì giới thiệu đến các bác cái sản phẩm đó là hai cái nạo đấy cái nạo này thì hàng của đức các bác nhá của thương hiệu Winlink của đức này đây. Đây. đây 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 hàng của thương hiệu Winlink các bác biết cái dòng này rồi Winlink của đức này đấy dòng này các bác dùng thì cực kỳ là chất lượng luôn cực kỳ là sắc luôn đấy vừa nãy em cầm không cẩn thận là chảy máu tay luôn này em cầm ngược vào cái 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 nạo này nó rất là sắc luôn con này là đa năng nhá vừa gọt hoa quả vừa gọt răm rồi các kiểu luôn đấy vừa tạo hoa quả bên trên này luôn rất là tiện nhá đấy đây cái con con này thì bên em bán là 140.000 các bác nhá đấy, con nạo dẹt này là 140.000 Đấy còn cái con nạo tròn này thì 150.000 các bác mua thì mình sẽ sẽ chụp màn hình lại và đây con này 150 000 các bác nhá. Đấy các bác cứ nói là nạo dẹt với nạo tròn là bên em sẽ biết của thương hiệu Winling. Đó thì một con 140 và một con 150. Đấy. Cái con tròn này là 150 và con dẹt này là 140. Đấy thì các bác mua các bác cứ nói là nạo của thương hiệu Winling. Đấy cho tôi cái dẹt hoặc cho tôi cái tròn là bên em sẽ nắm được các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến các bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin đa chức năng Đấy, cũng hàng Nhật bãi thì uh, nó về được một số sản phẩm đây. Đấy, về được uh, mấy chục con đây. Hàng uh, của cảnh sát Nhật này, police này, cảnh sát Nhật các bác nhá. Đấy, đây. Đây, police này. Made in Japan này các bác, quan sát này. Đấy, made in Japan police này. Con này thì của nó có tới uh, mười mấy chức năng luôn các bác nhá. Đấy, đây là cái này để phá kính này. Đấy, cái này để chúng ta phá kính này khi mà chúng ta uh, đi uh, mà cần phải cứu hộ hoặc các thứ để chúng ta phá kính này còn cái này là chức năng cắt dây này đấy nó có cái lưỡi dao bên trong này để chúng ta cắt dây này đấy, còn đây là chúng ta đặt vào cái thanh sắt là nó sẽ hít vào đấy, chúng ta đặt vào cái sắt là nó sẽ hít vào cái này này đấy, đây ví dụ cái này nó có nam châm này, này em đặt là nó hít vào đấy có nam châm đặt nó hít vào luôn ở đằng sau này thì nó có chức năng la bàn này đấy có chức năng la bàn này tháo ra thì bên trong này là nó cắm sạc luôn các bác nhá cái này đa năng chúng ta có thể sạc điện thoại này cái cổng to này sạc điện thoại còn cổng bé này là chúng ta sạc pin này đấy cổng to này là chúng ta cắm sạc điện thoại trực tiếp được luôn đấy và cổng bé này là sạc pin này ngoài ra thì nó có cái tấm pin năng lượng mặt trời ở đây đấy ví dụ chúng ta sử dụng là có tấm pin năng lượng mặt trời này đấy, thì chúng ta dùng chúng ta nếu mà không muốn sạc thì chúng ta sẽ sử dụng cái tấm pin này chúng ta có thể để ra ngoài nắng đấy vừa phải là nó sẽ tự sạc rồi em sẽ bật lên cho các bác xem nhá nó có cái lẫy này để khóa nhá đấy để khóa tránh khi mà các bác sử dụng nhá đấy đây có các chức năng này nháy này, SOS này, cảnh báo này. Ví dụ các bác đi uh, xe đường dài các thứ này. Đấy mà cần dừng đỗ thì chúng ta đặt ở trên trục uh, đường hoặc là trên cái chỗ xe chúng ta đỗ này. Đấy. Nháy SOS này, nháy thường này. Đấy. Các chức năng luôn các bác nhá. Đây, đèn cực kỳ là sáng luôn, siêu sáng luôn các bác này. Đấy. Hai chế độ sáng này. Đấy, chế độ cảnh báo này. Đấy, chế độ cảnh báo này. Nháy liên tục này, tắt này. Đấy. Đây, đây là khi chúng ta dùng thì chúng ta để như này để lấy ánh sáng này đây là ánh sáng trắng này đó ánh sáng trắng này đấy ánh sáng vừa này ánh sáng đỏ này đấy nó tùy theo chúng ta sử dụng nhá đấy. tất cả các nút này chúng ta cứ ấn reset là nó sẽ nhảy nút này đấy thì con này của nó đa chức năng luôn các bác nhá rất là tiện luôn có cả chức năng khóa nút này để chúng ta dùng nó không bị đè vào này đấy sạc điện thoại này đèn siêu sáng luôn đấy. cái pha của nó rất là sâu này các bác nhá đấy cho nên là nó rất là sáng con này thì bên này em bán là 290 000 các bác nhá. 290 000 một con. Đấy, hàng nội địa Nhật này, made in Japan này. Các bác sử dụng con này thì miễn chê luôn. Đó, hàng nội địa Nhật made in Japan các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là Đây lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lục giác Nhật. Bộ này thì nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 món các bác nhá. Bộ lục giác Nhật 9 món này. Đấy, bộ này thì các bác dùng thì miễn chê luôn, 160 000 các bác nhá. Đấy, 160.000 bộ 9 món từ 0,5 đến uh, 10 mm. đầu bi. Đấy, bộ lúc giác nhật đầu bi toàn chữ nhật hết các bác này. Đấy, con này các bác dùng thì miễn chê luôn các bác nhá. Tiếp theo thì uh, em sẽ giới thiệu cho các bác một số cái đồ dao nhật cũng như là đồ mài dao của Nhật này. Đấy, đầu tiên thì lên cho bác cái sản phẩm đó là bộ dao Nhật này, bộ dao Seki Japan của Nhật này. Đó. Bộ này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì hôm nay em lại giới thiệu lại cho các bác này Đấy, Bộ này thì bên em đang bán là 300 nghìn Đấy, 300 nghìn một bộ này Rồi đầu tiên thì giới thiệu cho các bác cái con dao gọt hoa quả các bác nhé Con này chiều dài của nó là 30 Bản dao này là 4cm các bác nhé Chiều dài cả chuôi là 30 Rồi em sẽ test sản phẩm cho các bác xem nhé Em dọc giấy này Đấy các bác thấy không Một cái tờ giấy A4 này Đấy em dọc các bác thấy không Quá ngọt nước luôn Đấy các bác thấy không đó, tiếp theo là con thứ hai. Con này bản của nó là 27 này, chiều dài 27, bản của nó khoảng 8 cm các bác nhá. 7 đến 8 cm. Đây. Cũng ngọt không kém luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy em dọc giấy nó quá trời là ngọt luôn. Đấy. Đứt như là như là ấy luôn. Đấy, như là cắt chuối luôn các bác thấy không? Đó, rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Tiếp theo là con thứ ba là con dao chặt này. Con này của nó là hai lạng các bác nhá. Đấy, hơn hai lạng hơn hai lạng một chút. Con này cũng rất là sắc bén luôn Đó. Cũng dọc giấy bình thường các bác nhé Nhưng mà nó sẽ không lẹ như là con kia Như lẹ như hai con kia Đó Tiếp theo giới thiệu cho các bác Cái sản phẩm đó là cái rũa mài này Rũa mài đây Đây cái sản phẩm rũa mài đây Rũa mài đi kèm theo luôn Bộ này thì nó có bao gồm 3 dao này một rũa này một kéo này Con kéo này thì nó cũng cực kỳ là sắc bén luôn các bác nhé Đấy cực kỳ sắc bén luôn Đó Con này cũng cực kỳ sắc bén luôn đây em sẽ cắt rẻ cho các bác xem này đây. Đấy, em cắt những cái rẻ này. Rẻ rách em chơi cho cả búi như này mà cắt rất là ngọt luôn các bác thấy tay em cắt êm không? Đấy, rất là nhẹ nhàng nhá. con này hàng liền thân cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, đây. Hàng liền thân cực kỳ là chắc chắn luôn. Hàng uh, nội địa Nhật. Đấy. rất là ngon luôn, made in Japan các bác nhá. Đây, Japan này. Đó thương hiệu Asaka này. Dòng này bên em bán 350 000 nghìn. 300 000 nghìn một bộ các bác nhá. Xin lỗi các bác, 300 000 nghìn một bộ. Đấy, xả kho cho các bác luôn Hàng rất là hợp lý luôn các bác nhé Đấy Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rũa mài Đây, cái rũa mài ở bên em Rũa mài thì bên em đang có Đây, cái rũa mài kim cương Đây, rũa mài kim cương đây Con này là 200 nghìn các bác nhé Đấy, 200 nghìn con này đây em sẽ đo cho các bác xem này. Đấy tổng chiều dài của nó là 27 28 cm các bác nhá. Đấy, chiều ngang của nó thì vào khoảng 3 cm này. Đấy, con này chúng ta gọi là Rũa kim cương các bác nhá, đều là hàng nội địa của Nhật hết. Nhưng con này các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đây, nó có đa chức năng luôn. Mài dao, mài kéo, mài liềm rồi các kiểu luôn các bác nhá. hàng cực kỳ là ngon luôn, hàng nội địa Nhật. Đây các bác xem những cái vỏ của nó này, toàn 100% là chữ Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng này. Đấy. Đây, cái này cái phần kim cương của nó rất là mịn nên các bác liếc con dao nó rất là bén luôn. Đấy, các bác liếc qua liếc lại như này Đó, mài dao Mài kéo các kiểu luôn cái Rất là tiện Đấy, con này bên em bán là 200 nghìn các bác nhé Đây, các bác chụp màn hình lại này 200 nghìn này Đấy, các, các, bác bảo bán cho tôi cái rũa kim cương 200 nghìn nhé Đấy, đây, kim cương này, này Đấy, thì là các bác bảo bán cho tôi cái rũa kim cương Là bên em sẽ biết này Đấy, tiếp theo cái liếc Để các bác sử dụng trong uh, uh, buôn bán Cần chặt thịt, chặt gà các thứ Thì mình sẽ sử dụng con này Đấy, con này thì bên em bán là 290 000 một con các bác nhá. Đây, em sẽ đo cho các bác luôn này. Chiều dài của nó tổng là 49cm này. Đấy. Chiều lưỡi của nó là nguyên cái lưỡi của nó là 35 các bác nhá. Đấy, còn tổng chiều dài là 49 nhá. Đấy, hàng bên em bán thì đều là hàng made in Japan hết các bác nhá. Đây. Đây các bác quan sát này. Made in Japan này. Đó made in Japan này. Đấy, made in Japan này. Đấy các bạn quan sát này. Đấy. Đấy, 290 000 một cái các bác nhá. Lấy hai cái thì bên em sẽ biết phí ship này. Đó. Tiếp theo dao thì em cũng mới về được cái lô dao của Nhật này. Đây, made in Japan này. Cũng chỉ được hơn chục con thôi. Đó, hàng bãi thì nó chỉ theo lô thôi. Đấy, hàng cũng gần như là chưa qua sử dụng Hàng rất là đẹp luôn Đấy Con này của nó thì Đây Chiều dài của nó là 32 các bác nhé 3233 Đấy phần bản lưỡi là gần 10 Đấy cực kỳ là bén luôn Con này chặt rất là đầm tay và vừa phải này Đấy không quá nặng và không quá nhẹ này Đấy rất là vừa phải luôn Của nó vào khoảng 5 lạng rưỡi đến 6 lạng các bác nhé Đấy rất là vừa tay luôn Đó con này là 200 320 nghìn các bác nhé Đấy 320 nghìn Đấy, hàng made in Japan này, các bác quan sát này. Đấy, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đấy. Tiếp theo giới thiệu đến các bác cái sản phẩm thương hiệu dao Seki. Dao này thì bên em bán cũng rất là nhiều rồi. Đó, đây. Thì lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao Seki này, cũng thương hiệu Japan luôn. Đấy. Con này thì nó chất liệu của nó rất là 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 là, là nó bằng thép trắng này, không dỉ này, Thế nên các bác dùng cực kỳ là yên tâm. Đấy, cũng rất là đàm dao luôn. Đấy, cái phần lưỡi của nó thì lưỡi vòm như này các bác Chặt nó rất là đầm tay Đấy Con này bên em đang bán là 270.000 các bác nhá Đấy giá rất là hợp lý để phục vụ anh chị em các bạn luôn 270.000 con này Đó hàng dao của Seki Japan Đấy các bác Đây con này là 270.000 các bác nhé Đấy 270.000 Đấy Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác cái Bình giữ nhiệt Của Nhật này con này cũng hàng nội địa Nhật luôn các bác nhé Đấy đây Cái này thì nó là bình giữ nhiệt Của nó tổng là 260ml Đấy. Cái con này thì em bán rất là nhiều rồi Khách toàn lấy 3 đến 5 con hết Các bác sử dụng để uống trà này Pha chè hoặc là để chữ đồ ăn nóng Cháo cho trẻ con Mang đến trường hoặc là mang đi công việc Đó. Rất là tiện luôn Inox hai lớp Không bị uh, hấp thụ nhiệt Không bị tỏa hơi Đấy và không bị uh, bị bị động uh, nhiệt ra ngoài này thì mình dùng nó rất là ngon không bị ướt ở ngoài đâu nhá các bác nhá đấy đều là hàng nội địa nhà thết cực kỳ là xịn sò luôn đấy chữ toàn là chữ nhà thết các bác này đó chữ toàn là chữ nhà hết đó các bác thấy không thì dòng này các bác bên em bán là 150 trăm năm mươi các bác lấy từ hai cái thì bên em cũng miễn phí ship đây các bác cứ chụp màn hình lại 150 trăm năm mươi đấy hai cái thì bên em sẽ miễn phí ship các bác nhá đấy một trăm năm mươi hai cái bên em sẽ miễn phí ship này đó Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là bơm. Bơm này thì đó là thương hiệu capuci của Nhật thì con này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này dòng 2T. Đây, con này dòng của nó là 2T các bác nhá. Đấy, 2T. Đấy các bác mua hàng thì liên hệ tới số điện thoại của em đây. Đó. Con này là 2T các bác nhá. Đấy, tổng chiều dài của nó là vào 30 cm các bác nhá. Chiều ngang thì khoảng là đây, 12 cm. Đó, nặng của nó là khoảng 2 kg. Con này bơm rất là khỏe luôn. Tổng cân của nó lên được khoảng 12 cân đấy các bác nhá. Rất là khỏe luôn các bác nhá. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái luôn. Đó, xe máy ô tô thoải mái luôn. Đấy. còn đây là cái con uh, một ti Con này thì uh, bơm xe máy, xe đạp cũng rất là ok luôn. Con một ti này bên em bán là 270 000 các bác nhá. 270 000 Đấy, còn con 2T này thì bên em đang bán là 350 000 các bác nhá. Đấy, 350 000 Đây. Đấy, 350k này. Đó, Đấy, còn con này là 270k này Thì tùy theo các bác có nhu cầu Đấy, dùng thì các bác nên dùng con 2T này thì nó sẽ khỏe hơn Bơm khỏe mà bền bơm mà nó sẽ ok hơn Mình sẽ dùng được lâu dài hơn Đấy, Em bán cái thời gian cũng rất là lâu rồi Thì chủ yếu khách là lấy cái con 2T này là nhiều Đó Đấy, Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một số cái sản phẩm của hàng Của thương hiệu Welling Rồi, em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm của thương hiệu Linh các bác nhá Đấy Đầu tiên thì giới thiệu cho các bác cái con kéo cắt gà này Đấy, kéo cắt gà này dòng này của nó quá chất chơi rồi. Đấy, hàng này 100% là hàng bãi Đức các bác nhá. Đây, nhiều bác cứ bảo là hàng Trung Quốc nhưng mà không. Hàng của em là 100% hàng Đức này. Các bác quan sát này, made in Germany này. Đó, made in Germany này, các bác quan sát này. Đấy, hình hai hình người này. Đấy các bác mua nhái trên thị trường là nó không có những cái tem cái hình này đâu nhá. Đấy, bản quyền của nó không phải là ở đâu cũng được dập vào đâu. Đấy, made in Germany các bác nhá. Con này là 250 000 nghìn các bác nhá. Đấy, 250.000 các bác lấy từ hai con trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship này. Đó, hai con trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Đó, 250k. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bác cái sản phẩm cũng giao của thương hiệu Welling này luôn, made in Germany này luôn. Đó đây các bác, quan sát này. Đấy, thương hiệu Welling Winling này luôn. Đấy, con này bên em bán là 350.000 các bác nhé Hàng thép liền chuôi hết này, tay nắm bằng nhựa nhựa êm này, đấy. Con này chặt thì cực kỳ làm tay, các bác dùng con này thì vĩnh viễn luôn, không bao giờ phải nghĩ đến cái chuyện là là phải mua rau khác nữa một con này là mình dùng đã là vĩnh viễn luôn rồi đó cực kỳ là tiện lợi luôn các bác nhé đấy tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là đũa của nhật này đấy đây đều là chữ nhật hết này đấy made in japan này các bác quan sát này hàng nội địa nhật nhá made in japan này. đây đấy một uh, hộp như này là đây hộp này là 10 đôi các bác nhá 10 đôi đấy, 10 đôi 150.000 các bác quan sát này chất lượng của đũa thì thôi rồi lượm ơi có đầu nhám luôn nhá. Đấy các bác à, sử dụng mà cái à, chiều dài của nó cũng là phù hợp với tay của người Việt Nam chúng ta. Đấy các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy 150 000 một à, hộp này các bác nhá. Hộp là 10 10 đôi các bác nhá. Đấy, hàng Nhật mà giá rất là hợp lý luôn các bác này. Tiếp theo thì em lại lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái à, thìa này. Đấy cái thìa này thì cũng của thương hiệu Winling các bác nhá. Đấy, thìa muỗng đây. Một à, vỉ này của nó là bao gồm có 5 chiếc này. Hàng cực kỳ là đẹp chất và sáng bóng luôn đấy cũng 150 000 một ví các bác nhá đấy thì inox 304 cực kỳ là sáng bóng luôn cái này các bác dùng thì miễn chê luôn các bác nhá đấy khỏi phải nghĩ luôn đó rất là đẹp luôn các bác này đấy thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ 150 000 một vỉ nhá đấy tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo của thương hiệu Kai cũng của Nhật luôn đây đấy vỏ của nó này bao bì của nó này đấy rất là đẹp nhá có bao uh, da rất là xịn sò da rất là mềm mại luôn đó da thì da công nghiệp thôi nhưng mà cũng rất là mềm mại các bác uh, sử dụng rất là ok luôn đó đây sản phẩm của nó thì uh, nó có cái uh, túi đựng như này đấy đây thương hiệu kai japan này các bác này đấy đấy thương hiệu kai japan này một cặp này nó là một con cắt và một con tỉa các bác nhá đấy một con cắt và một con tỉa đây hàng của nó thì được hoàn thiện rất là tỉ mỉ sắc nét này đấy đây kai japan này các bác này đó đấy đấy con này các bác dùng thì cực kỳ ngon luôn sử dụng trong gia đình đấy em có cái video trước em có làm có cả cái tăng đơ đấy cái tăng đơ uh, tròn đấy màu vàng đấy con đấy uh, em bán rất là tốt khách đánh giá rất là hài lòng nhiều khách đã mua đến hai ba lần của em cái con đấy đấy các bác uh, thấy đây hàng đều là chữ nhật hết này đấy đấy các bác quan sát này đấy các bác rất là ok luôn các bác nhé đó thì uh, đó là một số cái sản phẩm mới cập nhật ở cửa hàng của shop phạm huấn để đến tới quý cô bác anh chị và các bạn nhé thì các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ nhé đấy bên em thì còn rất là nhiều các cái sản phẩm nữa đấy nhưng mà thời gian thì có hạn này cho nên là không giới thiệu chi tiết cho các bác được thì em sẽ giới thiệu vào video sau nhé đấy bây giờ em chỉ lướt qua thôi đây băng keo này băng keo nhật này cái này bên em bán là 70.000 mươi kg kg nhé từ các bác lấy từ 5 cân trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship này đó rồi vít cân ký này. Đấy. Vít cân ký thì bên em bán là 450 một kg các bác nhé. Đấy. 450 một kg này. Đấy. Còn nếu các bác muốn mua vít hàng đều Mà hàng đẹp. Hàng công ty. Thì đây. Dòng này. Ví dụ như cái đầu tôn này của nó là. Bên em bán là. 150 000 các bác nhé. Bao gồm có 4 mũi này. Đấy. 4 mũi. 150 000 Đấy. Còn cái đầu vít này là đầu PH2 này cũng của thương hiệu đều át, các bác dùng thì cực kỳ là chất luôn đấy đây là hàng 100 là hàng công ty luôn các bác nhá đấy con này thì bên em bán 40.000 một cặp này đó tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái khò ga thương hiệu Flamigan này dòng này bên em bán là 100.000 hai cái thì miễn phí ship các bác nhá đấy tiếp theo giới thiệu cho các bác cái lô át cóc hàn bên em mới về này đấy hàng rất là đẹp luôn các bác này hàng này em còn chưa qua vệ sinh đâu nhá các bác lau chùi vệ sinh đi một tí là sáng trang luôn rất là đẹp luôn Đấy, hàng này thì bên em bán cũng cái giá rất là yêu thương thôi Có 50 nghìn thôi Em nói thật các bác nếu mà các bác bây giờ ra cửa hàng mà mua một cái con át thường thôi Chứ không phải là chống giật đâu Cũng đã phải đến 5 70 nghìn rồi Đấy mà bên em về rất là nhiều cho nên là em xả hàng cho các bác Hàng chủ yếu là 20A, 15A Đấy, dòng này thì các bác dùng cho nóng lạnh điều hòa Đặc biệt là mùa đông rồi Dùng nóng lạnh thì các bác nên sử dụng con này rất là ok luôn nhá Đó, 50 nghìn các bác nhá 50 nghìn một con Lấy từ 5 con trở lên thì bên em cũng miễn phí ship này Đấy, tiếp theo thì em lên nhanh cho các bác một số cái sản phẩm mà em đã lên rồi hôm nay lên lại cho các bác này đó đó là cái mũi khoan đa năng Đấy, mũi này là nó theo kiểu là mũi khế này đây các bác khoan kính khoan gạch men khoan các kiểu được luôn đó mũi khoan đa năng thép crv Đấy, dòng này thì cực kỳ là sắc bén luôn nó có 6, 8, 10 và 12 Đấy, bên em bán là 40.000 một mũi các bác nhá Đấy, các bác lấy mũi nào thì lấy này Đấy, rồi mũi khoan tháp này Đây, mũi khoan tháp đây Cái này thì của nó là từ 4 đến 32 luôn từ kích thước là từ 4 mm đến 32. Đấy thì là 3 ly 2 đấy, đấy 32 mm đây. Thì các bác dùng cực kỳ là ok luôn. Đấy cái mũi này thì bên em bán là 170 000 các bác nhá, 170 000 Đó. Thì tiếp theo em xin giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là à, mỏ hàn. Đây. Mỏ hàn thì bên em đang à, bán thương hiệu Kabushi này. Đấy, đều là thương hiệu của Kabushi hàng Nhật hết các bác nhá. Đấy con 80W này là 150 này. Đấy 150 còn con uh, à, 50 w này là 130 các bác nhá. Đấy, em lên nhanh cái này thì em đã giới thiệu rồi. Đấy, tiếp theo là hai cái mẫu kìm. Kìm một kìm con bé này là kìm tuốt dây còn con này là cả dây, cả cốt, cả vặn ốc luôn đa năng luôn. Đấy, con này thì bên em bán với cái giá là 60 000 các bác nhá. Đấy, các bác bảo cho cái kìm 60 000 tuốt dây. Đấy là bên em sẽ biết. Đấy, tiếp theo là con này thì kìm bấm cốt thì con này thì quá chất chơi rồi. Đấy, nó rất là ngon lành các bác này. Cực kỳ là êm tay luôn. Đấy, rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đấy, tuốt dây rồi các kiểu luôn thương hiệu Kabushi Japan này các bác này quan sát này Đấy, Kabushi Japan này Đấy, đều là hàng nhật hết các bác nhá Đấy, cái này thì bên em bán 250.000 một cái các bác nhá Đấy, lấy từ hai cái trở lên thì bên em cũng miễn phí ship này Đấy, tiếp theo là giới thiệu các bác cái kéo nhà bếp này các bác mua thì cứ bảo cái kéo bạc nhà bếp con này là đều là 100% là đều là bằng kim loại hết các bác nhá cán bằng kim loại này còn thân thì bằng thép CRV rồi cực kỳ là là xin lỗi các bác là SK5 này, cực kỳ là sắc bén luôn các bác nhá. Đấy con này cực kỳ là làm tay luôn, 130 000 các bác nhá. Đấy các bác bảo cho tôi cái kéo 130k này, đó, kéo bạc nhà bếp này, kéo bạc nhà bếp 130k này. Đấy, tiếp theo giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là bút điện này, bút thử điện này, cảm biến có đèn pin luôn. Đấy, cảm biến có đèn pin luôn các bác nhá. Đấy, bút thử điện cảm biến có đèn pin luôn, em sẽ thử cho các bác xem này. Rồi bây giờ em sẽ cho vào ổ điện nhá các bác nhá. Đấy, dương nó kêu này. Âm nó dừng này, đấy, dương kêu này, đấy, các bác thấy không? Có cả đèn pin sáng luôn này, đấy, đấy, các bác thấy không? Rất là nhạy luôn các bác nhá Đấy, thì là, con này bên em bán là 100.000 một cái các bác nhá Đấy, bút thủy điện cảm biến này, đó, rất là nhạy luôn các bác nhá Đấy, âm là không kêu này, dương là kêu này, âm không kêu này, dương kêu này, đấy Vừa kêu vừa đèn sáng luôn các bác nhá Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác cái sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử này Dòng này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi có vỏ hộp biếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vỏ hộp biếc đàng hoàng, tem mác đàng hoàng. Đây. Thước kèm xem điện tử tổng chiều dài của nó đo được là 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 150 mm các bác nhá, tức là 15 cm đấy. Đấy, có pin, sử dụng pin cục cục áo này. Đấy, chúng ta không phải sử dụng những cái thước thường nữa, thước thường chúng ta nguyên đi dò thôi cũng đã thấy mỏi mắt rồi. Nhưng mà cái này chúng ta dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ kéo ra là nó bắt đầu đo được thôi. Đo cả vành trong, cả vành ngoài ok luôn. Đây. Tắt đi bật lên này, rất là tiện luôn các bác nhá. Zero này. Đó và bắt đầu đo này. Đó, có cả hộp tặng kèm luôn các bác nhá. Đây, tặng kèm hộp như này luôn, hộp pin tặng kèm luôn. Đấy, 200 000 nghìn các bác nhá, 200 000 nghìn Đó. Đây tiếp theo giới thiệu cho các bác cái ổ đúc cao su non này. Đấy, ổ đúc cao su non này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi. Đó, cái này thì bên em bán 60 000 nghìn một ổ các bác nhá. Đấy, 60 000 nghìn ổ, ba 3 chân ổ 5 chân các bác lấy cái nào thì lấy này. Dòng này thì các bác đập phá, gõ, quăng quật thoải mái luôn, cực kỳ là chất chơi luôn. Đấy, tiếp theo là giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là cái kính cắt gạch men đa năng đấy, hàng liền thân dùng rất là tiện luôn các bác dùng cho cắt kính cắt gạch men đều được hết Đấy, con này dùng rất là tiện luôn tặng kèm thêm hai lưỡi nữa các bác nhé 250.000 các bác này đó tặng kèm hai lưỡi này em sẽ đi nhanh một chút thôi đấy còn cái dòng này thì bên này em bán rất là nhiều rồi dây điện hàng nhật này đấy chất lượng và độ mới dây bãi nhưng mà nó cũng mới gần như là tương đương là mới luôn đấy mới 90 95% luôn có những quận còn mới còn nguyên cả túi luôn các bác quan sát này đấy, hàng rất là đẹp luôn nhá thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ đến shop phạm huấn này bên em bán 200.000 một quận các bác nhá lấy từ hai quận thì bên em cũng sẽ miễn phí ship đấy, còn rất là nhiều hàng nhưng mà thời gian có hạn thì em sơ qua để các bác nắm được này đấy, lên nốt cho các bác cái vòng bi này vòng bi của thương hiệu Kachi này hàng bãi của Nhật này đấy thương hiệu Nachi của Nhật này các bác này đấy, cái này hôm qua em đã có giới thiệu qua rồi đó thì 40 000 một cái các bác nhá. Đấy và cái uh, tiếp theo nữa là giới thiệu cho bác cái uh, bình lọc này. Đấy bình lọc khí này, lọc khí lọc nước này. Đấy con này 150 000 các bác nhá. Mình về mình kết nối và mình sử dụng các bác uh, làm chuyên ngành này các bác biết. Rồi, thì uh, em cũng xin dừng video ở đây nhá. Xin gửi tới uh, lời cảm ơn chân thành nhất tới quý cô bác anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Đấy chúc các uh, quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào. Đấy. Uh, thành công trên uh, mọi lĩnh vực trong cuộc sống và đừng uh, tiếc em một nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhé đấy thì anh chị có nhu cầu mua hàng thì cũng có thể liên hệ để bên em tư vấn cho anh các chị rồi xin chào hẹn lại anh chị em ở video sau